Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải tiếp tục lại mua được một đai lưng làm chậm 40 anh em. Đó. Đó anh em xem, đó, Khải chỉ cần cái dòng làm chậm 40 thôi anh em. Với giá này thì ông đang bán khoảng 7 tấm kim đó mà Khải trả giá thì cũng được giá anh em. Ok. Đó, làm được đai lưng này. Rồi. Hiện tại có hai đai lưng làm chậm 40 đó. Gom đai lưng nào đẹp đẹp xài thôi anh em. Đó. Là cái này mới mua nha anh em. Đó, vừa thấy rao là định cho anh em bối đồ mà nhìn thắng này rao quen anh em, quen là bán nhanh thôi. Đó, được một đai lưng số kim quá đẹp. Chứ mà Khải chỉ cần dòng làm chậm thôi, không có dòng gì. Vừa mua được một đai lưng rồi anh em. Hello Hồng Lê nha, hello Chứng Minh nha. Hello anh em. Hello mọi người nha. Đó, đai lưng được không anh em? Được hơn đai lưng cũng hai cái tương đối, nhưng mà bên này thân pháp cao hơn anh em. Bên này thân pháp hơn, đường mô mua quá đẹp luôn. Rồi. Quá chất. Chứ là vừa mua được đai lưng anh em. Rồi có một ông anh cũng đòi mua đai lưng cũ của mình rồi mọi người. Đó mất tiêu rồi. Đây. Đai lưng cũ này bán cho đường môn nè. Bán cho đường môn xài là quá đẹp rồi. Đây 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 là đai lưng cũ nha anh em. Đó. Được giá thì bán thôi. Tại vì Khải không muốn bán, bây giờ hơn là mình mua được cái đai lưng kia nên là mình bán lại đai lưng này cho ảnh cũng được anh em. Đó, hôm qua Khải mua đai lưng này là như là 12 kim anh em. 12 kim ảnh nãy anh nói dữ á. Ảnh đòi mua lại 15 kim 2 4 6 8. Sao có 12 kim thế này? Tôi anh em đấy nói giá sao 12 kim nhưng mà sao có 12. Hôm qua là Khải mua 12 anh em, anh đang nỉ nãy giờ Khải mua bán ấy. Ôi trời ơi, không được rồi, không được, không được, không được rồi. Thôi cái này nó ra bán lại thôi em ơi. Lời hả? Lời gì đâu, Khải thấy nó bình thường thôi anh em. Nói chung là cái đai lưng này là Khải xác định là chuyển đường môn anh em. Mà anh này nó nỉ dữ quá, chứ Khải đang định chuyển đường môn ấy. Đai lưng này Khải mua xác định là cho đường môn anh em. Đai lưng này nó thiệt anh em luôn. Sắm một cái nhẫn thông pháp cho 17 nữa. Rồi một cái ngọc bội. Nói chung là cái tầm này thì Khải xác định cho đường môn rồi. Mà đồ ông này anh nó nỉ dữ quá. Thôi ok. Chứ còn nếu thiệt tình là Khải muốn chơi đường môn anh em, hôm qua Khải mua là đã Khải định lên video là Khải muốn chơi đường môn rồi anh em. Hàng đẹp đó, thiệt luôn, cái này hàng đẹp ấy. Xài sập server, cái này xài sập server luôn anh em. Không muốn bán. Muốn bán vì muốn chuyển đường môn. Anh nói quá, mới bán thôi. Thật anh em luôn. Hôm qua Khải mua đã 12 kim rồi mà. Hôm qua bán 12, không muốn bán anh em, không muốn bán. Điều Khải không muốn bán thiệt luôn á. Hôm qua là Khải mua là 12 kim anh em. Không muốn bán. Nếu giờ thôi, anh nói nãy giờ anh đang nãy Khải từ hồi chiều đến giờ anh em. Xong là cũng bán luôn, như giờ tầm này thì kim Khải nhiều, không phải thiếu. Kim Khải đang rất là nhiều, không phải thiếu anh em. Rất là nhiều. Xài cái này ngon luôn. Không muốn bán thiệt luôn này. Đó, nói chung là hôm qua mua xong thì anh nói dữ quá, anh nói mình là Thúy Yên cần làm chậm thôi, thì đúng thiệt Thúy Yên cần làm chậm thôi, đâu cần thông pháp đâu em. Thúy Yên cần làm chậm thôi nên là thôi bán là nhường là anh tại vì anh chơi đường môn. Đó, anh chơi đường môn là nhường là cho anh ấy, chứ còn Khải không muốn bán đâu. Cái đài lấy thì anh em bên server Hành Sơn Khải đã bán hơn 20 kim anh em. Nếu mà đài lấy bên server Hành Sơn ấy. Còn server này, server mới mà bán với giá này thiệt là quá rẻ. Hôm qua Khải mua 12 thôi, nói chung là được giá thì Khải mua mà công nhận là ông kia bán rẻ thôi anh em. Cái đài mới thì được cái móc làm chậm 40 thôi anh em, chứ không được gì. Giờ làm chậm 40 thôi. Cái đài này thì Khải mới mua cái thì đó, Khải mới mua ông kia ông rao 8 kim. Mà ông kêu thôi quen, ông đợi cho Khải 6 kim thì cũng được, ông Dương Tiêu nè. Ông kêu thôi Khải thì bán cho số kim mang, chứ còn thiệt tình là mình thích dùng dòng 1 anh em, dòng 2 mang đồ tù lắm. Bây giờ lỡ rồi thôi, chơi dòng 2 thôi biết sao giờ. Cứ thường thường nếu mà chơi xác định là chơi dòng 1 mới đẹp anh em, chơi dòng 1 mới đẹp. Đao này đúng đẹp luôn á. Cái đai này bán đúng đẹp luôn nè, bây giờ định chơi đường môn, Khải cho định chơi đường môn á. Hello Nguyễn Quốc Thịnh nha. Đó, cái video này thì Khải bán lại đai kia thôi, Khải mua đai mới thôi. Đai mới thì nó dỗm hơn một chút, nó ít sinh lực hơn một chút. Ít sinh lực hơn một chút.
Nói chung là không muốn bán thì cho tính ra thì bán được lời hơn 2 kim anh em, lời hơn 2 kim ở đây đó. Rồi ok. Video này thì bán đai lưng nô 1 đường môn kia, mình xem là đai lưng này, đai lưng cũng gọi là lấy móc của Thúy Yên thôi. Chứ đai lưng này thì nó không hơn gì đai lưng kia bao nhiêu. Đai lưng kia nó hơn cái chỗ là nó có thông pháp cao nè, mắt thông pháp 17 điểm rồi. Cái đó là dành cho đường môn là quá chất, mà Khải không có chơi đường môn. Đang định chơi đường môn á mà anh đang nữ dữ quá, thôi bán luôn, bán lại hơn được lời được 2 3 kim, 2 kim. Tầm 2 kim. Chứ còn thiệt tình là không muốn bán. Rồi ok, em bị hợp đồng 3 anh em ơi. 8 giờ rồi.